Chắc hẳn là quý vị vẫn còn nhớ câu chuyện về một bé trai tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An do quá nghịch ngợm đã bị bố xích vào cây bạch đàn ngay trước nhà. Sự việc này thì nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có câu hỏi về ý thức, nhân cách của những người làm cha làm mẹ cũng như là trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em. Ngay sau đây sẽ là những tìm hiểu của nhóm phóng viên VTC 14 tại Nghệ An. Thản nhiên, chững chạc, Phan Văn Sĩ cầm điện thoại gọi bố khi nhóm phóng viên tìm đến nhà em. Cuộc sống khá sung túc với những vật dụng đầy đủ trong nhà, đủ để chứng minh không phải vì cái nghèo khổ, cũng không phải vì cái bần hàn mà người cha bất lực trước việc dạy con và cho con nghỉ học. Với cậu bé 12 tuổi này, việc bị bố xích vào cây đã là một điều quá quen thuộc. Hôm trước đi học là đưa con dao đi cắt rồi mới về đàn cái lông, đó là trước cắt cái dao, rồi trong biểu ra đó là đi lên cắt rồi mới đi qua vấp chân ái nó rồi là chuẩn bị bộ rồi là vướng cắt tay áo bàn rồi là cắt đứt tay là ông bố về ông mặt lại ông đập xong chiêu bộ cho về là bộ cực bộ xích lại cho bộ ông đập là bộ đi được 5 phút là ông thả xích cánh tay. Điều đáng nói, mặc dù thường xuyên chứng kiến cảnh một ông bố xích con ngay tại cây bạch đàn trước cổng, nhưng hàng xóm lại đồng tình với việc này và không hề có ý thức can ngăn. Chính quyền địa phương thì dường như cũng bất lực với cách dạy con của ông bố này. Ai cũng thương cháu chứ, người này đặc biệt cha mẹ cũng có thương cháu chứ không, nhưng mình nói thật ra là quan tâm rồi không biết cháu. Tôi nói là gần đây là dùng nhiều biện pháp thì nói thật nên lắm lúc nói chân tình thì ai sinh con nhiều khi tức giận quá thì mình dùng được cái. Và trong sau sự việc xảy ra khi báo tin cho gia đình á, là công an Nghi Phương là giữ cháu á, thì gia đình rất hợp tác. Và sau khi về thì được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thì ban công an mời xuống thì hợp tác. Sau đó Ủy ban cũng có một buổi làm việc á, là giữa gia đình và các cái ban ngành liên quan. Khác với những gì mà dư luận đã cảm thông cho người bố hiền lành, hình ảnh mà chúng tôi bắt gặp lại là một người đàn ông say xỉn, to tiếng, dọa nạt tất cả mọi người có mặt tại đây. Mẹ đi làm ăn xa, Phan Văn Sĩ sống với bố cùng những trận đòn roi và những lần chịu xích ở gốc cây. Tương lại, tình cảnh của đứa bé kém may mắn có thể sẽ còn tồi tệ hơn nếu người lớn vẫn thản nhiên vô cảm như vậy.